đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Tờ Wall Street Journal đưa tin tay súng Thomas Matthew Crook, 20 tuổi, ở Bethembach, bang Pennsylvania, Mỹ, đã cố gắng sát hại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử tại Butler ở bang Pennsylvania vào thứ Bảy tuần trước, đã điều khiển một máy bay không người lái bay qua địa điểm này nhiều lần trước đó. Các viên chức thực thi pháp luật Mỹ giấu tên được thông báo về vấn đề này nói với tờ Wall Street Journal rằng kẻ ám sát đã có thể quay được cảnh trên không của địa điểm này vài giờ trước vụ tấn công vào ngày 13 tháng 7. Crook dường như đã phóng máy bay nhiều hơn một lần tại địa điểm này. Kẻ nổ súng có thể đã bắt đầu điều tra địa điểm này ngay sau khi sự kiện được công bố vào đầu tháng 7. Crook được cho là đã đăng ký tham gia cuộc vận động tranh cử vào ngày 7 tháng 7 và đến thăm địa điểm này vài ngày sau đó. Các viên chức thực thi pháp luật giấu tên cho biết Crook cũng được cho là đã tìm kiếm rất nhiều trên Internet để biết ngày diễn ra các cuộc vận động tranh cử khác của ông Donald Trump. Các quan chức Mỹ cho hay trong những tháng gần đây, Crook đã nhận được một số kiện hàng gửi đến nhà và được đánh dấu là vật liệu nguy hiểm. Nghi phạm tìm kiếm trên mạng về ngày tổ chức các cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Ngoài ra, còn theo dõi lịch trình tổ chức Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ và các chuyến vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden vào tháng sau. Cho đến nay, các nhà điều tra Mỹ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ khuynh hướng ý thức hệ nào có thể giúp giải thích hành động của nghi phạm ám sát này. Trước đó, ngay sau vụ nổ súng, các nhà điều tra đã tìm thấy một chiếc áo chống đạn, 3 băng đạn đã nạp đầy và 2 thiết bị nổ điều khiển từ xa trong xe của Crook. Ngoài ra, sau khi khám xét nơi ở của nghi phạm ám sát, các nhà điều tra đã phát hiện ra một chiếc áo chống đạn khác, một thiết bị nổ điều khiển từ xa khác và một máy in 3D. Khẩu súng trường kiểu AR mà Crook dùng để bắn ông Trump đã được cha của nghi phạm, ông Matthew Crook, mua hợp pháp. Theo hồ sơ của cảnh sát bang Pennsylvania, Mỹ, khẩu súng gây án là một trong hơn 20 khẩu súng mà cha nghi phạm ám sát đã đăng ký sở hữu và được cất giữ tại nhà. Thông tin chi tiết hơn về cuộc điều tra dự kiến sẽ được công bố trong tuần tới khi Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thoát cửa tử chỉ trong gang tấc trong vụ tấn công. Tay súng đã bắn ít nhất 6 phát vào ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trước khi bị bắn trả bởi một đội bắn tỉa phản công. Ông Trump đã thoát khỏi vụ ám sát với một viên đạn sượt qua tai. Một người tham gia cuộc vận động tranh cử đã thiệt mạng và 2 người bị thương nặng do tay súng bắn. Hãng tin CNN của Mỹ vừa đưa tin, sau hơn 200 cuộc thẩm vấn cùng việc truy cập tìm hiểu lịch sử điện thoại và máy tính của Thomas Matthew Crook, các nhà điều tra Mỹ cho biết đã phác thảo được chân dung của kẻ bắn súng vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kết quả điều tra ban đầu cũng cho thấy nghi phạm Thomas Matthew Crook đã tìm kiếm thông tin của cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và một số nhân vật có tiếng khác tại Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Một số lý giải ban đầu vì sao nghi phạm chọn sự kiện vận động tranh cử của ông Trump để ra tay cũng đã được đưa ra. Các nhà điều tra kết luận, Crook là một kẻ cô độc, thông minh, khiêm tốn, có sở thích về súng và không phải là người hay thẳng thắn bày tỏ về quan điểm chính trị. Tuy nhiên, phác thảo chân dung về nghi phạm không giúp các nhà chức trách biết hơn về động cơ vụ ám sát. Giới chức suy đoán hành động của kẻ ám sát ít có động cơ chính trị mà thiên về tấn công vào mục tiêu nổi bật gần anh ta. Các quan chức nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn ở giai đoạn đầu. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, thông tin thu thập được cho thấy Crook có vẻ giống với nhiều thanh niên khác trên khắp nước Mỹ bằng súng trường tấn công công suất lớn trong những năm gần đây. Theo các cuộc phỏng vấn của CNN với cơ quan thực thi pháp luật, Crook có ít bạn thân, thường đi bắn súng ở một trường bắn địa phương và dường như không thể hiện quan điểm mạnh mẽ cho mấy vụ mưu sát có động cơ chính trị. Ngoài cựu Tổng thống Donald Trump, Crook cũng tìm kiếm trực tuyến về Tổng thống Joe Biden và trong điện thoại của hắn có những bức ảnh của cả nhân vật nổi tiếng khác thuộc Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ của Mỹ. Crook đã tìm kiếm địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử của ông Trump cũng như Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ sắp tới và phát hiện ra rằng ông Trump sẽ xuất hiện chỉ cách nhà mình 1 giờ lái xe ở vùng ngoại ô Pittsburgh.
Điều này cho thấy Krupp có thể đang tìm cách thực hiện một vụ nổ súng có thể khiến hắn ta trở nên nổi tiếng, và cả địa điểm lẫn thời gian diễn ra cuộc vận động tranh cử của ông Trump đã mang đến cơ hội thuận lợi nhất cho Krupp. Các quan chức liên bang suy đoán sự kiện vận động tranh cử của ông Trump tình cờ mang lại cơ hội tiếp cận dễ dàng nhất. Một cựu nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết, cuộc vận động tranh cử của ông Trump rất hấp dẫn với Krupp, một phần vì sự kiện diễn ra ngay gần nơi anh ta sinh sống. Một quan chức liên bang nói với CNN, mặc dù không nhắm được mục tiêu chính, nhưng kẻ xả súng đã thành công khi tiến gần hơn đến việc làm được điều mà chưa ai từng làm trong nhiều thập kỷ. Hiện vẫn chưa rõ liệu Krupp có ý định thực hiện một cuộc tấn công lớn hơn nhiều và ông Trump chỉ là mục tiêu đầu tiên hay không. Theo các nhà chức trách Mỹ, Krupp cũng đã tìm kiếm thông tin về Ethan Krumbley, một kẻ xả súng hàng loạt khác gần đây đã bắn tử vong 4 bạn cùng lớp tại một trường trung học ở Michigan vào năm 2021. Các tìm kiếm trên web của Krupp về Ethan Krumbley nhất quán với những gì các nhà thực thi pháp luật Mỹ đã thấy ở những kẻ xả súng hàng loạt khác. Khi các tay súng muốn tìm hiểu về những người mà họ muốn noi theo như một cách để hình thành ý tưởng của riêng mình về cách làm điều gì đó lớn hơn. Nhưng cũng có những khác biệt đáng kể giữa hành vi của Krupp và hành vi của một kẻ xả súng hàng loạt điển hình. Vào ngày xảy ra vụ tấn công, Krupp dường như đã nhắm mục tiêu cụ thể vào ông Trump, chứ không nhắm vào đám đông nhằm cố gắng sát hại càng nhiều người càng tốt. Dù Krupp có mang theo chất nổ trong cốp xe, nhưng không rõ liệu anh ta có ý định kích hoạt nó để sát hại người vô tội hay để đánh lạc hướng. Kathleen Puckett, nhà phân tích hành vi của FBI, người từng làm việc trong vụ án Unabomber Ted Kaczynski cho biết, Krupp dường như được trang bị kém hơn nhiều kẻ xả súng hàng loạt, những kẻ thường mang theo nhiều vũ khí và mặc áo giáp. Nhà phân tích hành vi của FBI, Kathleen Puckett nhận định, đối với ông, có vẻ như Krupp không sẵn sàng cho một cuộc tấn công. Ngoài ra, không giống như những kẻ xả súng hàng loạt khác thường để lại bài viết để giải thích các cuộc tấn công của mình, các nhà chức trách cho đến nay chỉ thu được rất ít manh mối trong phòng ngủ của Krupp hoặc trên mạng. Điều đó khiến các chuyên gia, những người đang cố gắng ghép nối suy nghĩ của Krupp và đưa ra so sánh với Stephen Paddock, tay súng đã sát hại 60 người ở Las Vegas vào năm 2017, không khỏi thất vọng. Gần 7 năm sau vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất nước Mỹ, các nhà điều tra vẫn không biết tại sao Paddock lại thực hiện hành động này. Juliet K. Diem, cựu trợ lý thư ký Bộ An ninh Nội địa và nhà phân tích an ninh quốc gia của CNN nói, giống như vụ thảm sát ở Las Vegas, đây có thể là tình huống mà chúng ta càng biết nhiều, thì càng hiểu ít về lý do chính xác. Các thành viên trong gia đình của Krupp nói với các nhà điều tra rằng anh ta chưa từng công khai nhắc đến chính trị, và bằng chứng thu thập được tại nhà riêng của nghi phạm không làm sáng tỏ thêm các giá trị hoặc hệ tư tưởng chính trị của hắn ta. Chỉ vài ngày sau vụ ám sát hụt nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, thông tin từ cơ quan điều tra và tin tức truyền thông đã cho thấy một bức tranh khá rõ nét về những khoảnh khắc trước và trong vụ nổ súng. Tuy nhiên, đến nay, động cơ của nghi phạm Thomas Krupp, 20 tuổi, vẫn là một bí ẩn. Thời điểm đầu sau khi sự việc xảy ra, theo đài truyền hình CNN, các nhân viên thực thi pháp luật ban đầu gặp phải rào cản khi họ tìm cách xác định danh tính kẻ xả súng. Thomas Matthew Krupp, kẻ sau này được xác định là thủ phạm nổ súng, không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào khi bị các nhân viên của cơ quan mật vụ Mỹ bắn. Thứ hắn ta có là một khẩu súng trường AR-15, hung khí trong vụ ám sát ông Trump. Thông thường, các nhà phân tích của cơ quan quản lý rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ, gọi tắt là ATF, tại một trụ sở ở Tây Virginia, phải xử lý tìm kiếm thủ công hàng triệu tài liệu mỗi ngày để xác định nguồn gốc của súng được sử dụng trong một vụ án tội phạm. Quy trình đó sẽ mất khoảng 8 ngày. Trong những trường hợp cần truy vết khẩn cấp, thời gian trung bình có thể giảm xuống còn 24 giờ. Brian Gallagher, cựu giám sát viên của Bộ phận Hiện trường ATF Philadelphia, đánh giá hệ thống truy vết vũ khí là vô giá. Ông Gallagher cho biết, trong những tình huống bắn súng vào các quan chức lãnh đạo cấp cao và chúng tôi thu hồi được vũ khí, văn phòng ATF địa phương có thể yêu cầu truy tìm dấu vết khẩn cấp đối với vũ khí được tìm thấy tại hiện trường vụ án.
một số nhà phê bình cho rằng hệ thống truy tìm ATF cồng kềnh hoặc không đáng tin cậy khi Mỹ là một quốc gia tự do trong việc sở hữu súng ống, loại súng có thể được mua bán tư nhân mà không cần lập hồ sơ chính thức. Tuy nhiên, những gì mà hệ thống truy vết vũ khí của ATF thể hiện trong ngày 13 tháng 7 là đáng kinh ngạc và cung cấp cho nhà chức trách những manh mối quan trọng về danh tính của kẻ xả súng trong vòng chưa đầy nửa giờ. ATF cho biết trong một tuyên bố ngày 14 tháng 7, ATF đã hoàn thành một cuộc truy tìm khẩn cấp thông qua Trung tâm Truy tìm Quốc gia ATF dựa trên hồ sơ kinh doanh không hoạt động của một đại lý súng đã đóng cửa. Kết quả này đã được cung cấp cho FBI và cơ quan mật vụ trong vòng chưa đầy 30 phút để phục vụ điều tra. Theo các đặc vụ, Krupp đã mua hung khí từ một cửa hàng bán súng vào năm 2013. Hiện đại lý này đã đóng cửa. Các đặc vụ ATF đã làm việc với nhà sản xuất súng cũng như tìm kiếm thủ công trong hồ sơ giấy tờ của đại lý, cuối cùng tìm ra cha của hung thủ. Theo một số nguồn tin giấu tên, các nhà điều tra tin rằng cha của hung thủ có thể là một người đam mê sưu tập vũ khí hoặc mua bán vũ khí. Phát hiện này đã đưa các nhân viên thực thi pháp luật liên bang tới nhà Krupp và cho phép các nhà điều tra xác định xem ai đứng sau vụ ám sát cựu Tổng thống Trump. Mật vụ Mỹ sử dụng súng bắn tỉa Mark 13-17 đời mới, có gắn kèm cụm thiết bị hỗ trợ rất hiện đại, nhanh chóng hạ gục sát thủ Thomas Matthew Crooks chỉ với một phát bắn duy nhất, trúng ngay giữa hai mắt. Nghi phạm Thomas Creel Crooks ngày 13 tháng 7 đã nhắm bắn cựu Tổng thống Donald Trump từ trên cao khi ông đang phát biểu trong cuộc meeting ở bang Pennsylvania, khiến ông bị thương ở vành tai. Nhà báo Tom Mills ghi lại khoảnh khắc viên đạn bắn sượt qua đầu ông Trump, tạo thành vết tử thần trong vụ thảm sát hụt gây chấn động nước Mỹ. Viên đạn chỉ cần lệch một chút là cựu Tổng thống có thể đã thiệt mạng. Ứng viên thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania nhận định, các xạ thủ của đội chống bắn tỉa CST thuộc Sở Mật vụ Mỹ không phát hiện được nghi phạm từ trước, nhưng phản ứng khá nhanh sau khi loạt đạn và bắn hạ Crooks chỉ trong vòng 20 giây bằng một phát đạn duy nhất. Họ đã bắn hạ hắn ta chỉ bằng một phát đạn, ngay giữa hai mắt. Ông Trump ngày 14 tháng 7 đã kể lại chỉ vào sống mũi của mình. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy hai xạ thủ CST trên nóc nhà kho phía sân sau, mỗi người được trang bị một cụm súng bắn tỉa MK-13-17. Đây là một trong nhiều loại vũ khí được cơ quan mật vụ Mỹ United States Secret Service USSS sử dụng để bảo vệ cho các yếu nhân của Mỹ. Được biết, MK-13-17 là dòng súng bắn tỉa mới nhất của Thủy quân lục chiến Mỹ và chỉ mới được đưa vào trang bị từ năm 2018. MK-13-17 được đánh giá là ứng cử viên sáng giá để thay thế cho mẫu súng trường bắn tỉa tiêu chuẩn M40 của lực lượng này. Việc mật vụ Mỹ được trang bị MK-13-17 là điều khá dễ hiểu khi lực lượng này là cẩm y vệ. Trong quá trình sử dụng MK-13-17, phía Hải quân đánh giá khá cao mẫu súng bắn tỉa này. Có lẽ chính vì điều này mà USSS đã quyết định trang bị súng MK-13-17 cho các đơn vị phản ứng nhanh của mình. Theo giới thiệu của Thủy quân lục chiến Mỹ, súng trường bắn tỉa chính xác MK-13-17 là một trong hai mẫu súng đang được lực lượng thử nghiệm, khẩu còn lại là M110A1. Cả hai mẫu súng này đều sử dụng đạn tiêu chuẩn là 7.62mm, trong đó MK-13-17 sử dụng đạn tiêu chuẩn là 300 Winchester Magnum, tương đương với 7.62x67mm. Súng bắn tỉa MK-13-17 được mô tả là có tầm bắn hiệu quả lên tới 1.250m. Cũng giống như người tiền nhiệm M40A6, khóa nòng của khẩu MK-13-17 có cơ chế trượt theo chiều dọc nhưng đã được thiết kế lại để bắn được chính xác ở khoảng cách xa hơn, trong khi M40 chủ yếu được sử dụng với các mục tiêu ở khoảng cách dưới 1.000m. Với tầm bắn trên của MK-13-17, có thể nói nó vô hiệu hóa mọi đối tượng đe dọa an ninh ngay từ xa khi mục tiêu có ý định tiếp cận các yếu nhân của Mỹ. Súng có thể lắp hộp tiếp đạn 5 viên, ứng dụng cơ chế bắn phát 1 và nạp đạn bằng tay, kéo bệ khóa nòng, giúp tăng độ chính xác so với súng bắn tỉa bán tự động. Mỗi khẩu MK-13-17 hoàn chỉnh có giá khoảng $5,600, chưa kèm các phụ kiện và thiết bị hỗ trợ như kính ngắm, nòng giảm thanh. Các khẩu MK-13-17 của xạ thủ mật vụ Mỹ được lắp kính ngắm Night Force ATACR-7 35x56 có giá trị bán lẻ hơn $3,000 mỗi chiếc. Loại kính này có độ chính xác cao, khả năng phóng đại lớn và thường nhìn rộng, cho phép xạ thủ nhanh chóng xác định mục tiêu trong thời gian ngắn. Phía trên kính ngắm là cụm đo xa laser MARS có giá bán lẻ hơn $10,000, giúp xác định khoảng cách đến mục tiêu gần như ngay tức thì. Khẩu súng được đặt trên cụm giá đỡ 3 chân để tăng tính ổn định, kèm theo nòng giảm thanh để hạn chế chớp lửa và tiếng ồn khi khai hỏa ở khu vực đông người. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào và hẹn gặp lại!